Xin chào tất cả các bác nhá. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện giờ thì Mạnh đang có mặt ở đường để đi vào trong tuyến đường mà có 6 hộ dân nha các bác nhá. Là có hộ anh Tỏa là 1 này, bác Quẩy là 2 này, em Dư là 3 này, em Xín là 4 này và anh Chính là 5 và có cả nhà bây giờ mới thêm nữa là có nhà cả chú Vân nữa là 6. Đấy. Thì hôm nay thì Mạnh sẽ vào chia sẻ cái đoạn đường mà anh Sự đang làm ở trong cái đến điểm cuối cùng, đó là nương của nhà anh Tỏa. Và các bác cũng biết là qua video trước Mạnh có chia sẻ với các bác, đó là tuyến đường đầu tuyến của cái đường chính ngoài kia kìa, là bây giờ là đang nguy cơ sạt lở rất là cao. Mà trong khi đó là hôm nay thì Mạnh sẽ rút máy của em Hoàng lui về dưới phía bên dưới đầu vách đá số 2, là sẽ mở một cái đoạn đường mà để đi xuống cái nhánh mà các bác cũng biết là vào cái khu rất là nhiều ruộng ở trong khu đó thì có rất là nhiều hộ luôn. Thì những cái hộ nào thì Mạnh cũng chưa nắm rõ, nhưng mà Mạnh biết chắc ở trong đấy là rất là nhiều hộ. Mà bây giờ thì là Mạnh sẽ di chuyển vào trong chỗ lán anh Sự, chỗ lán anh Tỏa. Sau đó thì Mạnh sẽ di chuyển lên đến trên chỗ máy xúc của em Hoàng. Trên chỗ máy xúc của em Hoàng hôm nay thì các bác biết là máy xúc của em Hoàng thì không làm việc ở đó nữa, mà sẽ di chuyển về dưới phía bên này, dưới này. Thì còn đâu là cái phần mà vừa rồi bị sạt thì sẽ hôm nay sẽ là tổng lực tất cả các bà con sẽ cùng nhau ở trên đó là sẽ lấy cuốc là cào hết những cái phần là muốn sạt đi nhá các bác nhá. Thì chắc là không biết là trong vòng 1-2 ngày liệu có xong chỗ đấy không, bởi vì các bác biết là nếu máy bây giờ vào đứng ở đó thì cũng không thể dám làm được, bởi vì là làm mà không may nó sạt xuống thì nó sẽ, cái nhất là nó ảnh hưởng đến con người, cái hai nữa thì nó cũng ảnh hưởng đến máy nữa. Thế thôi, let's go, mời tất cả các bác vào xem cái tuyến đường mà anh Sự trong thời gian vừa rồi là đang múc vào trong này, là xem dài được đến đâu rồi. Sau đó thì mình sẽ di chuyển lên phía đầu tuyến phía trên kia nhá. Đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy là anh Sự làm được một đoạn đường cực kỳ là dài rồi. Đây, bây giờ đã qua được cái chỗ bãi quay đầu rồi. Thế nên là các bác nhìn rõ là cái tốc độ của anh Sự là đợt này là có sự tiến triển. Về cái phần này thì các bác cũng có thể nhìn thấy là cái tả ly bây giờ nó đang cao tầm khoảng độ đâu đó chắc khoảng độ 3 mét trở lên. Đấy. Đường này thì như cái đoạn này thì các bác có thể nhìn thấy là gần như là to như là đường chính ở ngoài kia rồi. Đoạn này rất đảm bảo nha, cái dạng đá thối này nó làm cho cái mặt đường nó sau này nó đỡ trơn hơn. Đi đến đây đã nghe tiếng máy của anh Sự. Anh Sự là làm là nếu mà không có Mạnh ở đấy cảm giác là làm nhanh hơn, mà cảm giác là có thể là đẹp hơn. Đây, sau đoạn này là sẽ mở một đoạn nữa là đi vào phía trong này, đi vòng xuống đến cái khu vực ở lán của nhà em Xín. Ây da, dài đấy. Đây là trước, là đoạn này là các bác có thể nhớ là đoạn này là đã hạ rất là thấp rồi, nhưng mà vào đây thì vẫn còn đang bị trũng chỗ này một tí nữa. Đây được cái loại chất lượng đá này là rất đẹp này. Nếu mà trong này mà nhiều cái đá này thì sẽ xin ở khu vực này là di chuyển là chở ra ngoài kia để giải. Các bác thấy to chưa? Đường vĩ đại. Nhanh chưa? Xin chào. Ôi ôi, cái này nó chống cái gốc cây này, dễ này vào cái dây tiêu này, gạt để gác ra ngoài thôi. Từ từ anh Sự ơi. Bây giờ mở tít vào trong này được cơ.
Đây là vào đến cái khu vực ngã ba cũ rồi. Ai đang phát ở trên đấy chị? Anh Tỏa à? Đoạn này phát một tí ở chỗ này thôi anh Tỏa ơi. Phát ở khu ngoài này thôi, xong là di chuyển ra phía ngoài đường chính đi. Có một mình anh ở đây à? À, dư chắc lên đường chính rồi đúng không? Anh Tỏa này, phát nguyên đoạn ngoài này thôi đã. Ra đến đấy đấy, chỗ này này, trên này này, hôm nọ em khảo sát nó đi bên dưới chỗ cái cây to kìa. Anh đi xuống đây để em bảo đã. Anh đi xuống đây để em bảo đã. Bây giờ là phải mở nhân cái đoạn này lên luôn. Nhân đi theo đoạn này lên luôn. Cứ cho đất sạt xuống dưới này đi. Mở thật to chỗ khu vực này ra. Từ đâu? Không được, ra chỗ này nó hẹp. Nó đoạn này này. Đúng đoạn này này. Đây mở đoạn này ra đi. Đoạn này vào đây vừa ta ly cao mà xong trong khi đó chỗ này nó âm như này. Không chia ra làm ngã ba được. Không vừa được. Đây phải xả đúng từ chỗ đấy đi mà tả ly đánh thoải ra tí. Cái này cao quá, đứng quá. Đây bây giờ anh phải nuôi từ chỗ kia lên này. Đây sau này đúng chỗ này bắt đầu là ngã trễ này. Đây đường ở trên đây nhá anh Sư ơi. Đấy. Nhanh nhờ. Làm vào tít vào trong này rồi. Vâng. Kia phải lên khu hẳn khu trên nữa anh Tỏa. Nữa lên nữa. Ngã trễ tận ngày kia cơ mà. Đoạn này là không làm được gì đâu nhá. Đoạn này là tất cả cái đoạn này là bây giờ cái phần dưới này nó âm như này. Mà trong khi đó mà đoạn trên này nó rất là cao. Đấy. Chỗ này đang cần mở rất là to đấy. Khu vực này này. Bây giờ phải nuôi từ đấy lên thì lên đến chỗ của anh nó mới bằng. Bây giờ mà đi từ chỗ này lên là gãy lắm. Lên từ chỗ này lên nhỉ? Không, đi từ chỗ cây kia kìa. Vượt qua bên trên cây to này. Đây cơ mà. Sau này đường vào chỗ này mà. Đường trên là sẽ tầm này thôi. Đường dưới là mới bằng này. Có phải là mình cuốc lên trên kia là đường ở trên đấy đâu? Đường ở dưới này này. Đây này. Chéo qua chỗ máy anh Sự kìa, nó lươn lươn lên đây này. Từ chỗ anh đứng xuống đường còn thấp hơn tầm khoảng mét hơn mét nữa. Đấy. Thì nó mới lươn được vào đến trong lán của anh. Đất chỗ anh Sự ấy tơi đấy nhỉ. Bây giờ cứ kê lên đi anh Sự ơi. Mở thành ra như một cái đường mới lên đi. Cứ lấp đoạn này đi, sau thì mình cuốc rộng vào kia sau.
Đấy, cứ xả đoạn đấy xuống, xả hết ra đây xong rồi thành đường chéo lên đây đi. Anh đưa đây để em mồi đường cho. Xong là anh cứ thế là anh mở lên theo thôi. Và đưa đây để em mồi đường, đầu đường này lên cho. Đầu ngã ba này. Mồi đường, người ta phải mồi từ tận ở đằng này nhá. Phía bên ngoài này.
Bây giờ anh cứ như này anh đánh lên thôi. Đoạn này sau này nó kiểu gì nó vẫn phải cao hơn một tí. Sau bắt đầu nó lươn lươn xuống đây. Đoạn này sau này sẽ hạ thấp xuống nữa. Vâng. Bây giờ cứ mở rộng ra thêm vào đến ráp cho gốc cây to kia nữa đi. Bây giờ đi phát ở trên kia, ở trong kia. Bây giờ phải cào ở trong kia để một mình chị ở dưới này thôi. Đấy, lên hẳn trên đấy đi. Mở rộng ra. Đây sau đường nó chéo chéo này mà anh Quả. Nó không lên trên hẳn trên kia đâu. Bây giờ thì sẽ di chuyển ra chỗ ngoài máy của em Hoàng nhé các bác. Đoạn này là vừa rồi là em Hoàng đã xử lý cái đoạn này là trước nó có một cái khúc cua ở chỗ này. Thì trong cái quá trình mà đường đang sạt ở trên kia thì Mạnh sẽ di chuyển máy của em Hoàng là sửa từ đoạn trên đầu tuyến đó về đến khu vực này. Và sau đó là sẽ mở cái đoạn đường này. Cái đoạn đường này thì mở thì cứ mở được đến đâu thì hay đến đấy nha các bác nhá. Bởi vì là mở đoạn này thì chỉ là tạm thời trong cái lúc máy rỗi thôi. Đấy. Bởi vì là trong quá trình là bà con làm ở trên kia là vừa người vừa máy là sẽ không làm được. Đấy. Xin chào. Can dầu à? Thì là sẽ mở luôn vào đoạn này. Các bác còn nhớ là trước là có một cái đường cũ ở đây đi sang phía bên trong kia. Thế tí nữa thì máy em Hoàng là sẽ di chuyển về khu vực dưới này. Bây giờ là em Hoàng là đang làm từ điểm ở trên chỗ khúc cua xuống. Sửa từ đó xuống để sửa những cái phần sạt sạt này đi. Không biết là máy là di chuyển được đến đâu. Ở trong tuyến đường này là có 3 điểm dốc nhất đến hiện tại. Một là điểm này và một điểm nữa ở ngoài chỗ đầu suối và một điểm nữa là ở trên bãi quay đầu kia. Sau có xe về là Mạnh sẽ cho giải tuyến đường từ đoạn này lên trước. Bởi vì đoạn này là khá dốc luôn. Mưa mấy ngày đến giờ đất vẫn đang còn rất là trơn. Đây là máy Hoàng đã san được xuống dưới này rồi. Bác Phù chở được một can rồi. Chở một can thì chính là chở một can. Ừ. Chính chở đi trước rồi. Anh Chính chở lên một can rồi, đổ rồi đây. À. Bác Phù là mấy ngày nữa là bác đi Hà Nội nhỉ? Mai. Mai rồi á? Mai buổi chiều đi. Bác Phù là một trong những người ở trong bản đi dự ở đi dự Đại hội Trung ương Đảng à? Vâng. Vâng. Đi về trung ương để họp 4 ngày cơ. Đấy. Máy của em Hoàng này hôm nay là sẽ cho sửa xuống dưới chỗ cái ngã ba kia và sau đó là sẽ mở cái tạm thời mở cái đường vào trong khu ruộng này, nhưng mà chỉ mở nhất thời nhá bác Phù nhá. Trên này xong cái là sẽ di chuyển máy ngược quay lại luôn đó. Hoàng nhớ ngã ba đấy không? Em Hoàng là chỉ biết có và không thôi nha các bác nhá. Đấy. Mà lương thì vẫn giả cho em ấy hàng tháng đều, không nợ em 1.000 nào. Đấy. Thì bây giờ em ấy sẽ di chuyển xuống dưới kia. Trên này nay lên đông chưa Hoàng? Lên đông rồi. Đông rồi. Nếu lúc nào về ấy, nhớ là đi lần ra ngoài nhá. Bác Phù lên được không? Sợ mới sửa ấy. Cái số 1 ạ. Chạy vù vù. Đây cái chất lượng đá ở đoạn này nó cũng lỏng lẻo vậy nhá các bác.
Mỗi tội là nó nhỏ hơn tí. Chỗ này làm thêm một cái đường ngăn nước ở đoạn này. Ây da, xuống hết chỗ bùi nứa rồi à? Vừa xuống xong á? Ui dồi. Đoạn này giờ phải lùi xe máy lại hết đã, bác Phù ạ. Lùi xe máy lại hết là sửa từ đây vào này. Cào những cái đoạn sờm này đi luôn. Nó nứt vào đâu rồi? Đây này, những đoạn này là phải xử lý hết này. Đoạn này căng đét luôn đấy. Ây là phát sạch hết trên đấy rồi. Cái này dễ phát rồi mà. Ui hồ. Muốn con đường ngon đấy phải đi sớm, phát nhanh mà. Nhanh đấy nhờ. Chạy trong thì kịch rồi. Đoạn này á, vừa ngãi sạt á. Vừa trồng ở dưới xong là sạp một cái. Ờ. Bây giờ phải phát hết bên này nữa đi. Vâng, bây giờ phát luôn cái này. Bên này nó lở, nó toàn là lở tí cái chiêm mảng đất thôi, dưới đá này. Dưới đoạn đá này là không sạt mấy đâu, chủ yếu ở trên này. Chủ yếu ở trên. Chủ yếu là cái góc dưới này. Đẹp đấy, cái này đẹp ấy. Đi xem. Đoạn này ác kia. Mấy hàng gà nếu chắc thua tôi xe nó đu chơi luôn. Đó là thế. Ừ, tuyển chạy ra là ông cha mẹ cho ông chỗ thôi mình. Xin chào các chị em nhá. Trong khe đấy còn nước không thế? Ở trong chỗ này cơ mà. Chỗ này chuẩn bị khéo triển khai hạ trại chỗ này thôi. Chuyển lán lên trên này. Vừa là giáp vách đá luôn mà trong khi đó đoạn này nữa. Đây, lấy nước uống à? À. Ấy kìa. Từ từ đã, từ từ đã. Đoạn này cẩn thận nó rơi ấy nhá. Bây giờ quận hết khu vực rác này xuống đi. Bảo anh Chính với anh Báo xuống chỗ này đủn hết món rác này xuống đã. Đấy. Anh em vào trong này làm đi. Nào, quận nào. Bua ở dưới tránh nhá. Ở dưới đây vẫn vướng gốc cây à? À thế từ từ đã nhá. Cái gì á? Cái gì à?
Bây giờ là phải phát tít ở trên này đi. Vừa ngay phát ở chỗ này ra xong bắt đầu nó mới tuột ở này đúng không? Qua là chắc món cây giang này nó kéo lại. Bà con thì bên kia đã phát tuyến vào tít bên trong kia rồi. Chỗ này phải tập trung đông người vào nữa. Bên chỗ Bắc Thành mấy cả anh Tỏa mấy cả Pua mấy cả Thề Thiếc vào hết khu này đi. Đủ một lèo xuống luôn đi. Đoạn này cái phần ta ly dương này nó rất cao, sau đó cái vực ở phía bên dưới kia đằng sau cho em thề cái này cực sâu luôn. Đoạn này giờ chỉ cuốc chân chỗ này đi là chỗ này xê xuống luôn. Chỉ cần ở khu vực ngoài này thôi. Khu vực này để có thể là lấy máy sau chéo chéo đường lên đây được. Cái đoạn ngoài này. Đoạn ngoài kia là do cái quá trình là máy là vừa làm là vừa kê lên hai cấp, thế nên là khi cuốc hết chân rồi là bây giờ gần như là không kê được các bác. Nếu bây giờ mà đưa máy lên để hạ thêm một cấp nữa ở trên này thì mất rất nhiều thời gian luôn. Thế nên là phải xử lý cái đoạn khu vực ngoài thôi. Còn đoạn trong này bà con chỉ cần xử lý qua qua những cái vệt này. Sau đó thì cho máy kê kê đoạn này lên, kê đoạn này chéo lên. Đoạn này thì những cái đoạn ngoài này thì sẽ mọi người đấy sẽ lấy cuốc hạ thành một cái cấp nho nhỏ. Đoạn này là đi ở phía bên dưới của thác đá. Khu vực trong này là hẳn một thác đá luôn.
chặt đi, chặt. Cá nhô à? Kiếu, kiếu, kiếu. Dư lên đi. Tí nữa xả xà beng xong để phát hết đoạn này đã. Lên luôn, lên luôn. Tiết tỏ mà đó thử. Chết rồi có tiết tỏ mà. Đấy, xuống đấy. Cái này giờ nó bện thành bện rồi. Ý là cứ 2-3 người phát ở đằng kia xong lại mấy người đây đẩn luôn. Chặt thế đi không à, hàng đẩy mũi này đẩy 1 mét, mũi này đẩy 1 mét là đi nhanh này. Thì thế thì hầu như hộp cá trình. Cháu không là thế này, nhìn nó mốt gì rồi. Thế là bảo sao này, sao thì có vừa tỏ hết à. Ừ. Tiếp tao cho bà. Tiếp tao nói cho bà. Tiếp tao cho bà. Tiếp tao cho bà. Câu được, câu được tỏ thế thì làm mù á. Ờ, hết xuống hết thì cái này. Bản câu cần này cho xuống hết. Hết. Nó vào đi. Thật. Để một mình cô chú kia nào nào. Cả cái này xuống đấy. Cây này xuống đấy. Ui, cho cả cây xuống luôn đấy. Để đây làm gì? Bố cái gì? Kìa, 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 kìa. Cứ hất cho cô câu cái kỳ. Ừ, cái kỳ này nó xuống. Nào 2-3 nào. Được chưa? Này nhiều. Đấy xuống đấy. Đây pua xuống đoạn này nữa đi. Đấy, xuống tầm đấy nữa. Đang xuống rồi đấy. Cua vào đây đi cua. Đấy, xuống đấy. Xuống đấy. Cẩn thận người nhá. Cắt cái sổ, hộp lên chỉ có mấy liền.
Đấy, xuống đấy, xuống đấy. Hai ba nào. Ấy xuống đấy. Ủa. Đoạn kia chỉ cần phát qua cho anh Páo kia một tí nữa thôi, xong là xả ở cái đoạn đấy đi. Ôi lùi lại đi, đoạn này đang hầm ấy kia này. Nào chuẩn bị nhá, 1 2 3 nhá. 1 2 3. Đấy. 1 2 3. Đấy. 1 2 3. Ơi, đi rồi. Chưa mất cái cành chuối. Phải sạt ở bên trên cho anh Páo xuống một tí nữa. Đằng sau lưng ấy. Quả đá này cho lên nó xuống mà. Rồi riêng lá phừng. Nó tự mua mà, nó tự về nó. Nhẹ rồi cho tao một đá. Chỉ đó hàng ngạp châu à. Mang đi để. Đi để dưới này đấy. Dụng nó theo nó. Ôi. Nguồn nước ở trong kia bé lắm. Đấy đoạn này đang hầm ếch ác mà. Đấy xuống đấy. Đấy xuống đấy. Đoạn trong cho anh Páo này nữa này. Đấy, trên cốc cái nứa này phải xuống hết. Có nó. Không cầm bùa bể nữa. Rồi, tôi xuống rồi. Về quá. Thấy cam nữa. Thấy cốc bên kia. Cậy bên kia. Đấy. Làm như đào mang á. Bên chỗ mom của bác Thành này cũng phải cho xuống hết này. Cả những cụ này nữa này. Đường cũ đây này. Đúng ngày xưa. Đây đường cũ rồi đúng không? Đường cũ ngày xưa, bắt quậy. Đây chỉ một túa. Tuột là cho là mà hành giao mà tay cua có chỉ một tay cọ đấy. Đâu phải già là gì mẹ.
Cả ngày vẫn chưa xuống được à? Đấy, rung rung đấy. Toàn bộ cái chỗ búi nứa này là ở phía dưới là nó hàm ếch hết rồi nhá. Anh em đứng đến lúc tuột xuống là để ý nhá. Đoạn này là bây giờ là máy là không thể với tới được. Đoạn của anh Chính này đừng đoạn đấy không vào nữa mà cứ vào lên trên trên kia thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có là chị chưa khóc ở tàu thôn này mình chỉ là hai chục đó khóc tàu cát đại mình chồng là mà cô lại mà chứ cô chỉ lay hơn mà có nhớ không mà ta nó chỉ có là nữa cũng phải xuống đấy. Mềm lắm. Như bún đấy. Thật xanh là thế nào mà ngã tư. Tảng bên kia vẫn chưa xuống được à? Ủa thấy nứt ra rồi hả? Rơi rồi. Nốt đoạn chỗ xín này kéo xuống đấy. Đấy, rung rung à. Cho à. Đưa. Nó sẽ bên cạnh dưới lên đây. Bây giờ bảy đoạn này này, ông giáo à. Đấy, đây này, đây, chỗ đứng à. Nhưng mà tí xuống mình không có chú chảy đi đâu. Đúng rồi. Nhưng mình đi chạy không kịch cái chỗ này nó lại cao nữa. Tưởng có võ công bay được. Đoạn này cẩn thận đấy nhá. Không có chú nào mà bắn mà không tay. Nó đàn rau này vô chà chà. Nó rất là thiệt thòi, chị không có chị hay ớt được gì. Có phải phải biết một người khoa giá gì ạ? Nó đi cho chị bỏ, chị kia. Ê, nhóm để cho ớt cho chị hả? Ủa nó khoa không hả? Ê, này cho bỏ nhân đó. Đấy, bán đoạn đấy ra đấy. Đấy, đấy, đấy. Hả? Ủa ra đấy mà trên tại cho cái nhưng mà cũng có dây cầm nhỉ. Xí xí lò sâu lò. Sổ một cái vào đây. Thế này. Thế ở con ngà trâu nó. Mang cái của dư nữa lên. Ra đấy. Ra rồi đấy. Đây nữa. Trời ơi, chúng nó ôi ra đấy. Ôi xuống rồi. Kìa 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 bùa cầm vào cây giang kia nữa kìa. Đấy mấy người vào đây tập trung vào đi. Cái kìa. Cái kìa. Cái kìa. Cái kìa. Có cho tôi đắt nào không? Có chuyện là tôi đắt nào? 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 Có chuyện là tôi đắ
Xuống đấy, xuống đấy. Ôi kìa, lên đây, lên đây, lên đây. Đấy. Lùi lại nha, đoạn này đấy nha. Đấy, đoạn này bây giờ cứ xỉa vào đến tận chỗ khu trong này là được. Cứ chéo hết ra như thế. Đấy, này đấy. Đứng đây các bác có thể nhìn rõ đường. Đây điểm đang sạt thì ở bên kia. Ổi vẫn còn à? Ở đây có hai quả chín này, chim măn này. Ấy. Ngon lắm. Chuột ăn này. Ngọt lắm. Thôi xuống đi hái rau đi, không muộn á. Bà trồng rau cả trong chỗ này cơ à? Hái ớt luôn này xín à? Ớt nhiều. Ớt cay lắm. Gà của bà không biết có đẻ không? Chẳng thấy có quả trứng nào. Ổi có chuột ăn mê hoặc chim ăn này ngon lắm. Ngọt lắm. Ớt ngon quá. Đây đây, đây mà. Ui, lần trước sang bình thường thôi, lần này sang tốt thế nhỉ. Đây cây, cái cây tím tím này ngon lắm này. Đấy. Rau này ăn ngon lắm. Xanh gì luôn nhá. Rau này là bà cứ quãi ở đây đốt tí dạ thôi. Thank you.
cái cây to nhổ trước. Còn cái bé nó lớn lên. Bà gieo mấy đám rồi các bác. Nhưng mà đám dưới này bị trâu ăn hết rồi này. Đám trên kia cũng tốt rồi. Mọi người đang di chuyển xuống rồi kìa. Ấy nó về ăn đấy. Mấy con dưới kia nó không dám về nhỉ? Gà này giờ như gà rừng ấy nhỉ? Gà rừng. Nơi lâu lắm ở đây. Đấy. Chỉ có chỗ được từ làn nhảy nước ra thôi nè. Gà các bác thấy không? Ăn nguyên ngô hạt này. Vừa nãy bảo Lộc lấy tí thịt nạc ở chỗ này sao thấy toàn mỡ này. Mỡ ăn mới ngon. Thấy ngâm luôn vào nồi này. Không cần phải cho ra bát kia nữa đâu. Đây, củ cải. Đây là sản phẩm củ cải khô nhé các bác nhé. Một trong những củ cải ngon nhất được lựa chọn từ cao nguyên đá Đồng Văn. Đấy, cho vào. Củ cải này là một trong những củ cải làm thủ công hết các bác. Cái này ăn ngọt lắm. Ý, cẩn thận bỏng ấy. Còn đây là nấm hương rừng nha các bác. Mạnh có những cái sản phẩm là nấm hương rừng là một này, củ cải khô là hai này, và măng dối rừng khô là 3 này, và măng bẹ nữa là 4 này. Đó. Măng này là các bác là hầm xương. Cái này các bác cũng hầm xương cũng được. Đấy. Tất cả những cái sản phẩm này là các bác nên đi kèm với cả thịt thì ăn này bao giờ nó cũng sẽ tuyệt vời hơn. Nếu ăn mà không có thịt thì nó bình thường. Còn củ cải này thì các bác ăn chay thì các bác có thể là xào với nấm. Anh em đi làm thì phải tăng cường thêm có thịt thì mới được. Không dư là tụt huyết áp ngay. Với cái sản phẩm củ cải khô này thì nếu các bác yêu quý Tất Mạnh thì ủng hộ cho Tất Mạnh thì là Mạnh gửi tới cho các bác là 180.000 một kg bao ship nhé. Còn cái sản phẩm nấm hương rừng này thì là 500.000 một kg bao ship. Và cái sản phẩm măng dối này là 350.000 một kg bao ship. Còn sản phẩm măng bẹ rừng này thì là 400.000 một kg. Rất mong tất cả các bác ủng hộ cho Tất Mạnh. Đây. Nấm này, cái củ cải này phải cho thêm tí nữa đi Dư ạ. Đây này, không tí ăn nhoằng tí hết, này đông người lắm. Chỗ này nhằm nhò gì. Đấy. Đấy, lấy thêm ra. Lấy mạnh vào được cái túi. Đấy. Ui, tất tay đi, chỗ này đi. Tất luôn. Ui. 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 Cái này ăn giòn lắm, ăn như trễ lợn ấy. Dư ông nào cũng bảo cái này như trễ lợn. Thích. Đấy. Các bác cứ yên tâm nha, những cái sản phẩm này Mạnh lựa chọn rất là kỹ rồi. Bởi vì các bác cũng biết là Mạnh cũng ăn ở đây trực tiếp luôn. Nên là các bác cứ yên tâm. Bởi vì là những cái này nó là phần ngọc thực. Nên là Mạnh phải đảm bảo cho tất cả các bác. Cái gì cái nó vẫn phải là cái sức khỏe đặt lên hàng đầu luôn.
nấm hương rừng. Tí cắt bỏ cái chân đi. Củ cải tí thái, thái dài dài ra tí, nọ thái hơi ngắn. Nọ thái dài ra được 2 phân, này phải thái ra tăng cường thêm 1 phân nữa, 3 phân. Thịt chín chưa? Xín. Xong rồi. Thề đi nướng ớt đi. Cái này là xào cuối cùng là lúc đang nóng nhất là mang ra là ăn thôi. Để các bác yêu quý Tân Mạnh thì các bác liên hệ tới số điện thoại là 0368 369 007. Số điện thoại này là số điện thoại của bạn Hường nha các bác nhé. Bạn Hường sẽ gửi tới cái sản phẩm này cho các bác. Này ăn ngon lắm. Mỗi tội hơi ít nước. Vâng. Nấm này nhiều nước cho vào cũng được. Đấy, chia nước nấm sang. Dư thái củ cải được rồi đấy. Thái củ cải mới nấm đi. Nở hết rồi đấy. Này tăng cường 4 bếp nha các bác. Ngoài này 3 bếp. Trong kia 1 bếp nữa. Nấu tốc độ nhanh. Đấy cứ luộc nhạt cứ cho thêm vào nữa đi. Còn tí chỗ kia thì cho sang bên nước luộc thịt. Ít cá được chưa? Đấy, thái dài dài như này, hôm nọ thái ngắn quá. Đâu đấy cho thịt vào được rồi á. Ui ớt của xín cháy hết rồi. Tần lửa quá. Xa xa ra tí. Ôi
được chưa? Ơ được chưa? Cháy đèn thui này. Một tí nó thơm. Đấy ông giáo cố gắng chịu khói mai mốt dầu. Còn nếu muốn dầu nữa thì phải nhảy hẳn vào đống lửa. Thánh rắc muối ấy. Thôi thôi hạt vì chính vừa thôi. Củ cải ngọt sẵn rồi. Anh em trong kia xem chuẩn bị mâm bát đi. Đâu anh Sự chiếc dao xong chưa? Xong rồi. À. À luôn thôi. Ôi trời miếng này ngon nhỉ. Úi, úi trời. Nóng lắm. Nóng quá à? Vừa ra lò. Úi trời, úi trời. À đây à, ớt được chưa? Đấy, cho tí gừng vào này nữa này. Ngon. Ngon lắm. Úi. Gừng vừa ngày dã trước rồi. Vâng, gừng dã trước thì nó mới dã. Tăng tốc lên anh, nó mới đỡ nóng. Nóng. Thế mới cần phải thái nhanh lên. Ui giời. Xín dã nhanh lên để test miếng nào. Đang nóng hôi hổi này. Ui trời ơi. Ui trời miếng này. Bỏng quá. Bỏng chứ. Ý. Cả này ngon chưa? Thái to. Xin kiến sĩ. Đấy. Thái to là thể hiện là người phóng khoáng. Thái nhỏ là kiến sĩ. Anh Sự là rơi vào thể loại là phóng khoáng hay là kiến sĩ? Phóng khoáng. À. Thái bé. Úi xời, miếng này. Đây ông giáo vận chuyển luôn thịt ra luôn đi. Úi xời. Bong một tí. Úi xời, đoạn này ngon. Úi xời. Đang tốc lên. À, củ cải được rồi. Cứ cho vào giữa. Cứ cho vào giữa này này. Chia ra làm 3 mô. Này đông mà. Mùi nữa êm tí. Đấy. Được chưa? Được đấy. Úi giời, đoạn này. Đấy. Miếng này. Úi giời. Đẹp luôn. Anh Sự ơi. Bỏng hết mồm mà. Ngon lắm. Ngon. Được đấy. Vận chuyển đây. Còn rau riêng đâu anh em, cho ra đi. Tép rồi. Đấy, chia làm 3 mô. Chia làm 3 vào, cứ dày dày vào. Đấy. Đấy, chia lùi lùi lên đằng trên kia nữa. Đấy. 2 mô. Đấy, 2 bát ớt cơ. Đấy, bát này ngon này.
Đấy. Đây tí chuyển ban này nó lên bên kia nữa. Đấy, cá này bập này vẫn hơi to á. Sau vẫn phải bập nhỏ tí nữa. Miếng của anh Chính vừa ngay vẫn phải bập đôi rồi. Cá Bắc Bình thì ngon lắm. Ngon. Ăn sắp hết rồi. Còn một bữa nữa là hết rồi. Mà bác ấy gửi cho nhiều chứ nhỉ. Chỗ đấy phải mười mấy cân. Đấy, kéo được rồi đấy, cho ra thôi. Đấy. Anh em cẩn thận nhá, nóng nhá. Đây cho mượn tạm cái bát kìa. Vào ngồi đi, đây này. Pua viêng. Ngồi vị trí đi. Chỗ này hôm nay cảm giác vẫn chật đấy. Này đông quá. Để bác Phù còn về đúng không? À còn thiếu ai cô chấu nữa. À đi đón trẻ con à? Còn thiếu mấy người nữa ấy. Không đủ đũa cơ. Bây giờ. Thôi ổn định vị trí nhá. Bên chỗ Bắc Thành kia là ổn định rồi gì? Được rồi. Thôi đây bên này thôi. Ờ. Đây anh Chính ngồi đây gần em. Đây. Không giáo nữa cơ. Ông giáo đây à? Đó. Đây ngồi ở đấy, ngồi chỗ đấy. Đây ông giáo ngồi đây, ngồi chỗ này. Đủ đũa chưa? Ôi đến giờ ăn rồi mới đi làm đũa. Hả? Đủ đũa không nào? Thôi nó mỏ đi. Cơm đi, cơm đi. Mời bác Thành nhá, mời chú Dìn nhá, mời bà nhá, mời mấy anh em nhá, cơm đi. Mời các bác nhá. Cái này khoáng chưa? Đều. Đấy, cái này khoáng đều. Làm cái miếng củ cải. Cái này vẫn phải chấm vào này nữa, ăn mới cay. Giỏi lắm. Cay quá. Cay cay ấy, ngon á. Thế là ai vẫn có chỗ ấy nhá, đúng không? Ừ. Có sao à? Đúng không? Đấy. Đoạn này giòn hơn. Dễ tẩy được rồi đấy. Còn nhớ gì? Bà giáo.
Miếng cá khô. Chấm lên cho cay. Thử có tí ớt ớt rồi, cay. Ăn đã. Ăn cá này là đúng là cho xin tí cơm để ăn nốt tí cá. Mà xong lại cho nốt tí cá để ăn nốt tí cơm. Phải có cá ngon. Bôi rồi anh Sự thái miếng thịt lợn này. À cơ. Miếng này vô địch kìa. Vô địch luôn. Vô địch. To mà chuẩn. Giòn nhờ, giòn giòn. Giòn như thịt lợn. Ừ, có nó món. Nó có hẳn cái miếng tà mỏ này rồi. Nó giật nó hay, thôi phải, thôi nó hay. Để lấy cơm cho ai đấy? Lấy cơm cho đứa. À. Ngon. Ừ, đau lại nó là một trái rồi. Phải ngon. Chị giao cho hải rồi. Non là mặt. Một trái. Anh mê cái. Cũng ăn dè. Giòn nè. Cô gái giòn không? Nhưng mà vẫn phải đi kèm với thịt. Không thịt thì ăn nó cũng bình thường. Tôi phải làm miếng nấm này, xong mấy miếng củ cải này, miếng thịt nữa. Như này là kẹp díp rồi. Bên kia vẫn có một nồi cơm bên đấy chứ nhỉ? À. Thôi mọi người lại ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một lúc xong lại tiếp tục với công việc nha các bác nhé. Thôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo.